Vâng, xin chào tất cả các bác đã trở lại với cửa hàng âm thanh An Kinario. Hôm nay thì theo như yêu cầu của tất cả các bác đã chốt và cũng như đang chuẩn bị chốt loa Full 25 NAVK, một dòng loa thương hiệu của OSA. Con loa này nó sử dụng cho mình đó là chép họng nhôm nên tiếng cực kỳ là sáng và độ phủ rộng. Bát của nó là bát 25 côn 65 và từ của nó là từ 18 nên cái giải bát cũng rất là uy lực các bác nhé. Con này thì nó là Full 25 nhưng sử dụng cho mình đó là một cái công suất phải nói là có thể hơn luôn cả loa 30. Đó là công suất 350W anh em nhé. Và hôm nay thì em thể mang ra ngoài trời để đánh cái không gian siêu rộng cho tất cả các bác, để các bác nắm được cái độ phủ của đôi loa này. Và em xin phép được báo giá một đôi loa NAVK bát 25. Em có cả màu đen và màu trắng anh em nhé. Thì nó là 6 triệu đồng, em đã bao cước vận chuyển rồi, hàng zin tuyệt đối cho anh em luôn. Còn nếu mà bác nào muốn ghép những cái bộ dàn thì các bác có thể là nhắn tin riêng em và em sẽ build những cái bộ dàn khác nhau. Đấy, ok nhá. Và trong khi mà em làm bản test thì có rất nhiều bác là thấy loa độ phủ rộng xa, đánh xa nên các bác bảo là em ghép hoặc là em thu âm. Thì hôm nay em sẽ quay chi tiết và em sẽ mang một cái gương ở đây các bác nhá. Đấy, thì các bác nhìn qua là không có một cái mic thu âm nào ở đây cả. Và thứ hai cái gương này các bác nhìn này. Đó, tất cả đây. Được chưa? Cái gương này em sẽ cầm theo đi luôn nhá. Là gì ạ? Nếu mà làm mic thu âm thì cái đít này này, cái đít ở chỗ cái điện thoại là phải cắm một cái mic thu âm nha các bác nhá. Đó, mang cái gương không các bác lại bảo là loa hay quá nên các bác lại bảo là em ghép thì nó rất là tội. Đó. Rồi bây giờ sẽ test cho các bác và đi xa cho các bác luôn này. Đánh quá đã luôn các bác. Họng nhôm mà chép phải nói thực sự là sáng luôn nhá. Đó. À, cẩn thận như này các bác còn bảo ghép nữa thì thôi mệt. Nhớ lúc trước em anh hay nói rằng trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu. Đó, đi xa các bác nhé. Anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng. Rất hay luôn. Vì em ra. Họng nhôm các bác nghe đấy. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy bước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư mà. Đấy, đủ xa chưa các bác? Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này. Còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong. Mong được có bài. Quá xa rồi các bác nhá. Thế đâu nhớ khi cây khô thương là xa cạnh. Buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đâu không em khi ta nay đã rời tay. Đó, không có cắm cái thiết bị hỗ trợ nào các bác nhá. Như vậy thì thực sự với các bác luôn là cái độ phủ của đôi loa này phải nói siêu gọi là siêu khủng luôn các bác. Một đôi loa mà mở thì cả làng nghe luôn các bác. Đó, đứng này là xa lắm rồi các bác này. Hơn 100m rồi các bác nhá. Đấy, xa như này vẫn nghe một. Nếu mà các bác chơi ở trong phòng thì thực sự luôn là không dễ bàn cãi đâu. Các bác chơi karaoke gia đình thì không cần phải bàn cãi nữa. Đừng khóc nữa khi con tim không còn say. Đừng nhớ nữa khi đêm đen kéo đến thật nhanh. Vì hôm nay anh theo em đi về trời xanh xa nơi em đang trông nhớ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này. Còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong được có bầy. Đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cành. Buồn theo gió khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Quá hay luôn các bạn. Dù yêu em đâu không em khi ta tay đã rời tay.
nơi xanh cô thâu có biết trái tim này còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Đấy là giải chép nhá, bây giờ sẽ cho các bác nghe được cái giải bát của con này nhá. Giải bát này nói thực sự các bác luôn là một cái dòng loa full 25 giải bát đánh. Nếu các bác chơi không gian mà gọi là tầm 20-25 mét vuông là không cần phải súp luôn các bác. Đánh rất là lực luôn các bác nhé. Con này thì giải bát từ 18 cuốn 65. Giải bát siêu sâu luôn. Nghe đánh nó gọn. Đấy, đánh rất chắc luôn anh em. Của Mỹ anh em ơi. Một giải bát phải nói tuyệt vời. Các bác nào có tai nghe đeo tai nghe vào nó sẽ chi tiết hơn nhá. Đó, bát kìa. Đánh không khác gì là súp luôn này anh em, đánh như có súp luôn. Đó là full 25 thôi anh em nhé. Không hề có một cái thiết bị hỗ trợ nào anh em nhé. Em nào có tai nghe đeo vào nhá. Ok, đó giá là 6 triệu một cặp, đã bao cước vận chuyển cho tất cả các bác rồi. Và bây giờ sẽ cho các bác xem qua cái nội thất của đôi loa này nhé. Nó là một dòng loa họng nhôm đấy anh em ơi. Rồi ok các bác nhé, đây là cái nội thất của đôi loa NAV kép bát 25. Con này thì nó sử dụng cho mình đó là cái họng họng nhôm anh em, họng nhôm rất là đẹp luôn. Và chắc chắn họng nhôm thì tiếng sáng và sạch sẽ hơn so với họng nhựa nhé. Đấy, lá cờ Mỹ đây anh em. Đấy, chép cầm rất là nặng luôn. Đó là cái họng và đây là cái bát. Bát của nó thì nó sử dụng cho mình đó là từ 18 và côn 65. Email mã vạch đầy đủ cho anh em này. Đó. Tất cả là zin đét anh em nhé. Con này màng này. Đó, màng này em chưa thèm lau chùi luôn các bác này. Đó, nó có cái offer đó là một sợi bông thủy tinh anh em nhé. Gần 26 tấm dầu, lòng bát xuống rất là sâu. Và đây là cái phân tần của nó, của NAV đây. Đó, phân tần sử dụng tụ, hoàn toàn là tụ C-cup luôn anh em. Và ba con quần cán này, 24 tụ và 2 chớ, cực kỳ chi tiết rồi. Cho anh em xem thông số phía sau một chút nữa này. Thông số phía sau con này là thùng cân nhé, thùng cân rất là đẹp luôn. Đó. Con này model đó là MT10, công suất là 350W anh em nhé. Đấy, số series này, từ những cái bảng tín hiệu nó đều là hàng xịn luôn anh em. Đấy. Về hiện tại loa này thì em có cả màu trắng nhá. Màu trắng này nó sẽ cùng bát tép và phân tần. Nó chỉ khác hơi cái form nó là màu trắng thôi. Và cái e-căng nó lại là e-căng nỉ nằm bên trong. Khác nhau mỗi thế thôi. Giá là đều như nhau cả anh em nhá. Bác nào thích màu trắng hay màu đen đều được. Giá đều là 6 triệu anh em nhá. Rồi bác nào có nhu cầu liên hệ sớm cho Ankin Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.